Hello anh em. Thì bữa giờ thấy khá là nhiều anh em bình luận là kêu Tú quay clip chạy chiếc xe 7 chỗ của chú Hai tặng cho Tú á. Không biết sao anh em khoái coi Tú chạy xe cái ta. Thấy cũng bình thường mà anh em. Chứ lại nhiều anh em kêu Tú review xe này. Mà xe này nó có gì đâu review. Thì nói chung là họ có cái gì thì mình quay cái đó cho anh em xem thôi. Thì sẵn clip ngày hôm nay thì Tú sẽ lái xe này, quay clip anh em coi ha. Như yêu cầu của rất nhiều anh em. Bữa hổm có một cái bình luận hình như là được 100+ like luôn, lên top luôn. Thì bây giờ Tú sẽ chở thằng Trung nè, bé Vi nè, Thánh review nè. Rồi sẵn ấy mình đi mua đồ này kia về đặng mình chiều mình quay clip cho buổi chiều luôn nha anh em. Gắn băng ghế vô anh ơi. Khỏi, băng ghế. Ủa rồi em ngồi đâu? Có ghế súp mà. Lấy ghế mũ à, lấy ghế của Trung à. Rồi nói chứ gắn băng ghế cho Thánh review ngồi nè bạn. Khiêng lên Thánh review. Khiêng nào? Khiêng băng ghế này lên nè. Lên. Băng nào cũng vậy. Rồi lên lên em. Dạ. Lên. Vô. Ừ. Đóng được cái cửa không nè. Chết mẹ, cái ghế này nó bự hơn rồi. Thôi là biến rinh xuống đi em nội ơi. Ghế này không vừa, ghế kia nè. Ghế này dài hơn à. Thì cái ghế này của xe chú Hai nè anh em. Còn cái ghế kia mới của xe này. Đấy. Giờ mình đi siêu thị phải không? Mình mua nửa cái siêu thị. Mua nửa cái chắc xuống sao á. Lên đi. Ngồi ngã ngược sao? Ngồi dính, không có gì á. Theo gì à, cái ghế phải bắt ốc lại nhưng mà khỏi bắt ốc luôn anh em. Em ngồi đi, nó có lật anh chịu cho. Chị lớn hả? Lật không? Đâu ngồi thử coi. Đâu lật. Ừ, sao mà lật được. Chết cha, hai đứa tổng đẹp tôi. Đây qua Trung Quốc sao không ta? Bán nội tại hả? Ừ, lấy tiền về mình cho xe đổ. Em sợ cái xe này đi nửa năm không tới. Em ơi anh muốn đi cùng em đi hết cái Hà Nội. Hà Nội không em? Ở lộn Hà Nội không anh? Đi tới Mỹ luôn á. Giờ đã lắm, đi đâu cũng có mấy thằng tài xế riêng chở đi khỏe. Nằm nhịp giò. Đi xe ô tô nhớ thắt dây an toàn vô nha anh em. Có tiền gì sao ta? Đi đường nào? Dạ, em mời ship lên. Ra, bỏ ra đóng cửa ra anh em. Dạ, dạ, dạ. À, ship lên xe ạ. Dạ, dạ. À, ok. Ship lên xe nha, để em đóng cửa xíu nha. Ok, ok, ok. Thấy không anh em? Đi giờ có tài xế riêng đóng cửa. À, ship cái người yêu nha. Ship mà không thắt dây an toàn cho một hồi bật rộng mà láng chẹo ngang ship. Thôi em nói giỡn ha, anh chạy từ từ anh ơi. Mình cứ có nhiều ga nhiều số mình thẳng tiến nha. Nè anh em nghe Tú nẹt bô nè. Đó. Tới luôn bác tài ơi. Em ơi anh muốn đi cùng em á. Đi hết cái Hà trò. Được không? Nè tôi có tài xế riêng luôn nha mọi người. Giống mang tài xế riêng của em đó. Chứ em đi đâu anh cũng chở em hết trơn đúng không? Tới tờ đi chiếc này đi siêu thị thiệt rồi. Đi cho tại ha. Thôi bách quá xanh đi cho gần. Sao Vi, thấy xe của chú Hai cho anh êm không? Êm. Ờ lớn rồi còn ăn kẹo nữa kìa. Ăn không? Thôi mày rồi. Đúc mới ăn. Kẹo nha anh em. Mời anh em ăn kẹo với Túc nha. Rồi kẹo gì vậy?
gas hả? Gì anh review hộp đầu ra ngoài ói vậy mày? Đâu có, nó mát. À, tới hộp đầu ra ói chết luôn à. Chục triệu chiếc này chiếc này giờ cũng được 15-20 triệu hết đâu, thất thác 80 triệu cho rẻ 80 triệu rồi. À, vậy là chiếc khác gấp 3 lần chiếc này mà ngoại nó mưa mà ngoại bắt mưa, còn xe tôi á bèo thì bèo thiệt. Ờ, xe tôi không có mắc mưa. Anh em thấy tôi lái xe ok không? Đó, chạy một tay thôi, còn một cái tay này mình để không làm cái gì, mình ngoái lỗ mũi đấy được anh em thôi. Thì á, cái xe này nè, thì cái xe này á, nó tuy là nó ô tô nhưng mà cái máy của nó nhỏ lắm anh em. Cái máy của nó theo tôi đoán độ khoảng là nó tầm nó bằng chiếc mô tô thôi. Tại vì trong giấy á, chiếc xe này á là cái máy nó ghi chỉ có là 792 cm, có nghĩa là 792 phân khối, gần 800 phân khối nha, 800 phân khối mà cho chiếc 7 chỗ mà tính là cũng được. Có bị sai xe không? Không. Sao mà cười hoài vậy? Lúc anh ăn biết rồi bị tại chỉ mưa hả thôi. Không không ship. Ủa quên, lính nhưng mà ăn là có người đút, còn ship á là không có ai đút đâu. Ship ngồi cầm máy quay chết luôn. Có đút không, có đút không? À dở rồi, dở rồi. Ủa nó bóng nó ăn mà quê. Thế thì em có gì ăn không, đút anh ăn em hả? À, có gì ăn không? Em đút anh nhóc ngoài à, em đút cái xúc xích của em á. Thế thì em ơi buồn thật sự. Ê, ta có ghệ rồi, lú cái đầu ra, ta chở ghệ người ta mà. Bên xe miền Tây em ơi. Trời đỏ đón cặp luôn. Quỳnh Như ghen ghen. Bên Tâm với Quỳnh Như à. Tâm Như. Ủa xe này không ngán mẹ con nào. Ẩu gà ẩu vô gì bao. Không có ngán cha con cái ẩu nào hết trơn á. Đụng là nữa chỉ em chạy nha. Ok anh tính về bố anh tập cho thằng Thánh review chạy luôn mà. Thôi tập em tới đi. Thánh review nó chạy xe điện không chứ đâu biết chạy ba này đâu. Biết đâu nó có năng khiếu sao em. Giỡn hoài. Nó ủi ờ nè sao ủi gì vậy tiếp trong đó là sắc mặt thôi. Nhìn chặt cho Thánh review ơi. Nó chạy à. Bật máy lạnh lên ơi. Máy lạnh lên 500 máy lạnh. Ok. Công nghệ nè, công nghệ không hả? Chuyến này anh em nào đi 2K đăng ký nha. Tại xe có 7 chỗ rồi á. Mà mốt là dư rồi, Bi có đi không? Đi mấy ngày vậy? Em không đi nè. Cái khoảng 2 ngày, 3 ngày giờ 2. Em không đi nghe, em không đăng ký, em không đi được. Là anh sẽ bữa đó anh mua mấy cái ghế bố nữa anh. Không ghế bố chặt lắm, mình mua chiếu đúng không? Đấy. Mình trải ra tối mấy anh em mình nằm trên đây mình ngủ luôn. Mưa buồn ơi mưa buồn. Cái này người ta hát cái câu cái gì vậy mới đúng nè. Mưa lớn lên đi ai lùng chết chìm. À, mình ở quê mà mình đâu có sợ ấy đâu, mình đâu có sợ ngập lụt không? Ở Sài Gòn mình mới sợ ngập lụt nha anh em. Bánh xe miền Tây em ơi. Bánh xe miền Tây.
1995. Gì? Anh ghé chỗ mua bò mua trà sữa. Ông nội. Mua sữa bò. Đại bò. Gì? Đại bò trời. Mua sữa bò không được à? Anh làm heo. Người tuyệt vời nhất là em trắng ngay rồi. Nè anh em coi nè, nỗi khổ của tài xế nè. Giờ nó mở cửa không được nè. Mua mấy ly? Dạ ông nội xuống 4 ly mày. Mua 3 ly thôi. Mày không uống hay gì? Trong giây lát chờ đợi thánh review để mình chơi game nha anh em. Mới kiếm được cái game này hay lắm chục. Cái game này mình chơi, mình vừa chơi game mà mình vừa nhận được tiền luôn nha. Cái điểm hay nó nằm ở đó đó. Vì có muốn kiếm tiền không? Muốn. Trung có muốn kiếm tiền không? Muốn. Muốn anh chỉ cho. Giờ mình lên xe hát lay. Thì anh em lên xe hát lay á, anh em tìm giúp Tú cái chữ này nè. EAC con game ha. Tú tải sẵn, Tú chơi bữa giờ rồi. Đấy, giờ Tú chỉ mở lên nữa thôi. Đây anh em, thì cái ứng dụng này như thế này ha. Ở đây là mình có rất là nhiều game nha. Giống như game ngôi sao nè, game 2048 nè, game quay thưởng gấp nè, nhiều lắm. Anh em cứ tải về trải nghiệm ha. Thì trong cái này á là Tú không nói chơi anh em nha. Nè, có đảo tiền nè. Mình sẽ dùng cái số kim cương này để mình đổi ra tiền. Đây, đổi tiền ở đây. Thì cái này á dùng để mình đổi là anh em biết sao không? Đổi ra thẻ. Thí dụ bây giờ tôi xài Viettel đúng không? Tôi nhấp vô Viettel nè. Đó, bây giờ tôi đổi thử cái thẻ 10k cho anh em coi nha. Xin rút thành công, đang xử lý. Đó, ok. Một tí nữa là cái cạc nó sẽ về nha anh em. Thì nhiều anh em sẽ thắc mắc á là làm cách nào mà để có kim cương để mình đổi ra cạc á. Thì đơn giản thôi, anh em chỉ việc chơi game. Giống như bây giờ nè, tôi chơi cái này nè. Chơi giờ là chơi phi giao đi. Tôi phải chơi phi giao. Thì cái này mình chơi online nha anh em, chứ không phải là mình chơi offline đâu. Này mình chơi online luôn, đang ghép nè, mình ghép người với nhau mình chơi á. Nè anh em thấy không, bây giờ tới lượt Tú nè, Tú bắn nè. Đấy. Thì mình chỉ việc giờ mình ngồi mình bắn như vậy thôi. Nếu như mà mình được nhất á, thì một tí nữa mình sẽ được kim cương. Nè anh em thấy kim cương nằm dưới đây không? Đó anh em thấy không, Tú Nguyễn hạng nhất là mình được 30 kim cương nè anh em thấy không? Anh em muốn nhận nhân hai á, có nghĩa là mình nhận 30 phải không? Anh em muốn nhân hai nó lên thì anh em bấm vô đây. Rồi anh em xem hết cái đoạn quảng cáo như thế này là anh em sẽ được là nhân hai nha. Thấy chưa? Kim cương lên nè. Hồi nãy anh em nhớ Tú có 1 mấy đúng không? Bây giờ nó lên 1 2 1 1 rồi nè. Còn ở trong này á, người ta sẽ cho mình giống như là quay thưởng nữa nè. Mình quay á để mình được những cái món quà ở đây, giống như là tai nghe nè, điện thoại nè, đồng hồ, máy ảnh, cạc, thẻ nạp này kia. Đó, bạn có được 8 lần quay nè, Tú đang quay thử nè cho anh em xem nha. Đấy, được 250 vàng nè. Ôi, chúc mừng bạn đã trúng một cái đồng hồ. Ngon lành, trúng cái đồng hồ rồi anh em ơi. Bây giờ mình đi về mình đi lãnh cái đồng hồ mới được. Ôi, đồng hồ đẹp cả. Trời ơi, đồng hồ đẹp. Lạnh lùng sương gió luôn, đẹp nè. Chơi game mà trúng đồng hồ. Nó có điện thoại nữa, nhưng mà điện thoại hên xui nữa anh em. Nếu mà anh em nào muốn tìm hiểu về cái game này á, thì Tú sẽ để một cái đường link ở phần mô tả cho anh em dễ tải nha. Bây giờ mình về thôi, có tài sữa cho tính review. À, tài sữa đây. Ủa? Nè baby với thánh review ở dưới hai người. Ở trên này hai anh em mình, đúng rồi. Để mình thưởng thức. Mình thưởng thức trà sữa cái. Xin phép mời tất cả anh em luôn nha. Mệt cả anh em nha. Mệt. Ham ăn hút uống rồi vậy á. Không phải. Hồi nãy uống đúng cái cục trân châu. Xong cái bắt đầu nó nghẹt, nó hút mạnh quá. Cái nó lên cái sặc luôn. Ngon quá. Về thôi. Ship ngồi em nha, để em đóng cửa cho ship nha. Giăng mặt hay gì vậy? Đâu có, đâu dám. Về thôi anh em ơi. Quan trọng là bây giờ đề máy có nổ không à. Xe này nó vui nó nổ, rồi nó buồn nó không có nổ rồi anh em. Vui con. Không nổ, để bộ hết á. Thôi là hình. Vui. Ôi, nghiêng dữ vậy. Ôi, ghê. Vậy giờ mình đi mua thịt bò hả? À? À. Qua mình có ăn thịt bò và ảnh mấy triệu nha. Ok, bây giờ Tú sẽ đi mua thịt bò. A few moments later. Ok anh em ơi, thì Tú cũng về đến nhà nha. Mệt quá.
cái gì cái chứ mình đi ô tô mình cũng khỏe hơn đi xe máy. Mà từ hồi chú hai cho xe này giờ mình đi đâu đi không cần biết mà chưa mắc mưa. Mỗi lần đi bằng xe máy mắc mưa thấy mẹ. Mày của chủ. Chứ anh biết em ngợp gần chết rồi đó. Trời ơi. Xuống xe em nó phá luôn à. Đá ghế luôn. Thằng mốt không cho mày đi nữa. Phá ghê anh em. Ngồi cỡ chút nó chết nó tảnh luôn mày. Tính là món thịt thánh review xong khói mà. Rồi thì nói chung mà chạy thì nó cũng vẻ dễ thôi anh em. Xe máy chạy sao xe Honda chạy vậy á. Anh em cứ vậy. Xe máy chạy sao xe Honda chạy vậy đúng rồi. Ủa chứ ta nói có là sai đâu. Thì đúng rồi. Mệt thì chứ. Thì nói chung á anh em muốn chạy được xe ô tô á thì anh em cứ chạy theo như tầm clip của Tú là anh em có thể chạy được ô tô nha. Đơn giản ha. Sao Vi thấy cái trình độ lái xe của anh thế nào? Trình độ lái xe anh là hơi đỉnh rồi đó. Trời. Ô gà ô do gì không thẳng. Biết sao không? Chứ mình đạp thắng nó mòn thắng là mình phải thay thắng nữa. Bàn rớt cái nào lụm lên cột và kẽm lại. Đấy. Tính review ớn luôn rồi, cái mặt mày xanh chành luôn rồi. Là ok anh em ơi, nói chung là chắc là Tú sẽ kết thúc cái clip này tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian quý báu xem clip này nha. Anh em thích video này cho xin một like, đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nha. Tú đã thực hiện yêu cầu của anh em rồi nha.